Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Bookie. Như chúng ta đã biết, hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra rất phức tạp. Vì thế, hầu hết các hoạt động của mọi người đều bị gián đoạn rất nhiều. Việc ở nhà quá lâu gây ra rất nhiều hậu quả tiêu cực. Một trong số đó là khiến chúng ta như bị rút hết năng lượng sống, lúc nào cũng cảm thấy chán nản, không còn động lực để cố gắng. Vì vậy, hôm nay mình muốn chia sẻ đến các bạn một số tips nho nhỏ để chúng ta có thể khôi phục lại nguồn năng lượng, tạo ra động lực để làm việc và hoạt động trong mùa dịch nha. Tip đầu tiên chính là làm sạch tâm hồn. Trước khi muốn làm mới bản thân thì chúng ta cần phải thanh lọc lại tâm hồn trước đã. Hãy xóa bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực, những lo lắng, chán nản trong tâm trí của bạn đi, để cho tâm trí của chúng ta ở trạng thái tự nhiên nhất. Khi ta cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái thì việc tiếp thu thêm những điều mới mẻ cũng sẽ dễ dàng hơn. Tiếp theo là lên kế hoạch cụ thể. Có thể trước giờ bạn không để ý, nhưng thực sự việc lên kế hoạch cụ thể rõ ràng từ trước rất là quan trọng. Khi bạn có kế hoạch rõ ràng rồi thì sẽ không thể xảy ra tình trạng làm việc nọ sợ việc kia rồi cuối cùng lại chẳng cái nào hoàn thành cả. Hơn nữa, việc lên kế hoạch còn giúp bạn không bỏ sót công việc, cũng như giúp bạn biết được việc nào quan trọng cần được ưu tiên làm trước và việc nào không. Từ đó bạn sẽ dễ dàng sắp xếp thời gian hợp lý để hoàn thành chúng. Hành động. Đúng vậy, nếu như chỉ nằm và nghĩ suông thế thôi thì sẽ chẳng bao giờ thu được kết quả gì đâu. Muốn đạt được một điều gì đó thì việc quan trọng nhất mà ta phải làm đó là hành động. Hãy đứng lên và bắt tay vào làm việc đi nào. Trong khi bạn đang nằm suy nghĩ thì thời gian vẫn cứ trôi qua, và thời gian thì chẳng thể lấy lại được đâu. Đừng để sự lười nhác khiến bạn phải hối hận nha. Hãy để bản thân có những khoảng thư giãn. Đừng làm việc liên tục trong thời gian dài nhé. Điều này sẽ rất mau chóng rút cạn năng lượng của bạn đấy. Trong quá trình làm việc, hãy dành ra những khoảng thời gian nhỏ để bản thân được thư giãn nữa nha. Ví dụ bạn học khoảng 1 tiếng thì hãy dành ra 5 đến 10 phút để giải lao. Khoảng thời gian này vừa là để bạn được nghỉ ngơi, cũng là để bạn tái tạo lại nguồn năng lượng của mình đó. Nhưng hãy nhớ tuân thủ là chỉ nghỉ ngơi tầm 5 đến 10 phút thôi nhé. Đừng để những thú vui trong lúc giải lao cuốn bạn đắm chìm vào nó. Như vậy sẽ không hoàn thành được những công việc mình đã đề ra đâu. Tip cuối cùng là đừng quên đọc sách. Tip này thì hơi mang tính chủ quan một chút. Không biết với các bạn thì sao, còn đối với mình, việc đọc sách là một điều gì đó rất tuyệt vời. Nó vừa giúp mình thư giãn, vừa giúp mình bổ sung kiến thức, mà cũng giúp mình lấy lại năng lượng nữa. Có lẽ vì khi đọc sách xong, mình cảm thấy thoải mái hơn, vui vẻ hơn, từ đấy cũng có động lực để làm việc và hoạt động hơn. Nếu bạn cũng có thói quen đọc sách, thì hãy tiếp tục duy trì nó nhé. Còn nếu chưa, thì bạn hãy thử xem sao. Biết đâu sẽ tìm ra được chân ái của mình đó. Trên đây là một số tips nho nhỏ mà mình đã áp dụng để tạo và duy trì nguồn năng lượng cho bản thân, đặc biệt là trong bối cảnh phải học tập, làm việc tại nhà và mùa dịch. Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp ích được cho các bạn. Và nếu như bạn cũng có những tips nào khác thì hãy cùng chia sẻ với mình và mọi người ở dưới phần comment nhé. Mọi người đừng quên like, share video này cũng như subscribe kênh YouTube của Bookie để đón chờ những video mới tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.